Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kbiz 24h, kênh cập nhật nhanh nhất tin tức về các sao Hàn. Và ngày hôm nay có thông tin gì nóng hổi, chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Là hai nhóm nhạc hàng đầu của Kbiz hiện tại, BTS Blackpink là đối thủ không đội trời chung khi liên tiếp so kè thành tích trên mọi mặt trận. Chính vì vậy cả hai sẽ hạn chế nhắc đến nhau để tránh gây ra những tranh cãi không đáng có. Thế nhưng đôi lúc họ vẫn nhận được những câu hỏi kém duyên và cách xử lý của cả BTS và Blackpink đều khiến dân mạng thán phục vì quá khéo léo, giải quyết được vấn đề không nhắc đến đối phương để tránh gây tranh cãi. Mới đây, để quảng bá cho single tiếng Anh Dynamite, BTS đã tham gia buổi phỏng vấn cho chương trình của Mỹ Entertainment Tonight qua hình thức video call. Bên cạnh những chia sẻ về ca khúc mới thì bảy chàng trai nhận được một câu hỏi khiến nhóm phải đứng hình. Cụ thể, người dẫn chương trình đã hỏi BTS: "Các bạn từng chia sẻ Lady Gaga chính là nữ hoàng, mọi người nghĩ sao về màn hợp tác giữa Lady Gaga và Blackpink trong album của cô ấy?" Dù BTS và Blackpink là hai đối thủ so kè trên mọi mặt trận, nhưng việc hỏi một câu không hề liên quan như vậy khiến chương trình bị nhận xét là thiếu lịch sự. Dù vậy thì BTS vẫn đón nhận câu hỏi này và đưa ra câu trả lời vô cùng thuyết phục. Trưởng nhóm RM là người đầu tiên đưa ra câu trả lời rất khôn khéo bằng tiếng Anh về Lady Gaga. "Album của Lady Gaga đều rất tuyệt vời, bạn biết đấy, chúng ta không thể không nghe toàn bộ album này được. Và đúng vậy, Lady Gaga luôn là nữ hoàng." Việc trưởng nhóm BTS nhấn mạnh việc nghe toàn bộ album này đã gián tiếp ý nhị khen ngợi ca khúc Sour Candy, màn hợp tác của Hắc Hường và Mẹ Quái Vật. Suga cũng đã đưa ra câu trả lời rất thông minh bằng tiếng Hàn và tránh nhắc đến tên Blackpink trực tiếp. Anh cho biết, "Vài năm trước, không có nhiều nghệ sĩ quốc tế hợp tác với nghệ sĩ Hàn Quốc. Thật tốt khi điều đó diễn ra thường xuyên như bây giờ. Tôi nghĩ thật tuyệt khi mà chúng ta có thể hòa làm một thông qua âm nhạc." Hai câu trả lời khéo léo của RM và Suga một lần nữa khiến cư dân mạng phục sát đất khi mà hai anh chàng vừa khen ngợi vừa không đề cập đến tên Blackpink để tránh gây ra những cuộc tranh luận không đáng có. Sau khi buổi phỏng vấn này được phát sóng, đã có rất nhiều fan không hài lòng với câu hỏi này. Chính vì vậy, chương trình Entertainment Tonight cũng lên tiếng xin lỗi và cắt bỏ đoạn này trong phiên bản đăng tải lại. Blackpink. Trước đó cũng có một lần Blackpink bị làm khó khi nhận được câu hỏi về BTS từ các paparazzi ở Mỹ. Sau khi trình diễn xong, ba thành viên là Jisoo, Jennie và Lisa cùng đi ăn tối và nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các tay săn ảnh. Không những liên tục chụp ảnh các cô gái, các paparazzi còn đưa ra một câu hỏi rất vô duyên: "Bạn có thích BTS không?" Phản ứng của Blackpink lúc đó là giả vờ như không nghe thấy gì và đi thẳng vào xe với ánh mắt hoang mang, có phần hoảng sợ vì paparazzi cứ đeo bám chụp ảnh và hỏi một câu hỏi nhạy cảm. Cách xử lý của Blackpink được cư dân mạng đánh giá rất cao. Các cô nàng chọn cách bơ đẹp paparazzi, không trả lời những câu hỏi vì rất dễ gây tranh cãi bất kể nói gì đi chăng nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Kbiz 24h. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn được cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn có trong ngày đến từ Kbiz 24h nhé.